Khủng hoảng ngoại giao giữa Iran với Ả Rập Xê Út leo thang hôm 7 tháng Giêng khi Tehran cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm từ Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc Riyadh cố ý không kích vào đại sứ quán của Iran ở Yemen. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari cho biết các cuộc không kích ở thủ đô Yemen vi phạm Công ước Quốc tế về bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao. Ả Rập Xê Út đang tiến hành chiến dịch không kích Yemen nhằm hỗ trợ các lực lượng chống lại phiến quân Houthi theo Hồi giáo Shiite được Iran hậu thuẫn. Chính quyền Riyadh chưa bình luận về các cáo buộc của Iran. Cũng trong ngày 7 tháng Giêng, chính phủ Iran cho biết nội các của họ đã cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm từ Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, chính quyền cũng cấm người Iran hành hương tới thánh địa Mecca. Các động thái trên diễn ra sau khi Ả Rập Xê Út tuần trước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau các cuộc biểu tình đầy bạo lực tại Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran. Những người biểu tình tức giận vì việc Ả Rập Xê Út xử tử một giáo sĩ Hồi giáo Shiite nổi tiếng, người từng lên án hoàng gia nước này. Để hậu thuẫn cho Ả Rập Xê Út, một số quốc gia Ả Rập cũng đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, trong khi một số nước cũng đã giáng cấp quan hệ với Tehran.